Sức khỏe và sắc đẹp là vàng. Ý Nhi xin giới thiệu những sản phẩm 100% đến từ Okinawa, Nhật Bản như Phục Quy Đăng giúp cho ngăn ngừa ung thư, giấm đen thải độc và làm bụng nhỏ, nước xanh trường thọ giúp hạ đường trong máu, linh chi và nghệ, trà trường thọ, trà linh chi, dầu gan cá mập, sùng cá mập. Mọi chi tiết xin liên lạc 714-981-6555, 714-981-6555. Kính thưa quý vị, hồi nãy giờ chị em chúng tôi đã nói về những cái show và những sinh hoạt của nữ ca sĩ Nini. Bây giờ em có thể bật mí cho khán thính giả biết là cái show sắp tới của em là cái show gì? Kính thưa quý vị, ngày 10 tháng 10 cuối tuần này, ngày thứ Bảy, ở The Hollywood Palladium thì có một cái show rất là lớn, đó là 30 Year Anniversary US Tour của CC Catch and Bad Boys Blue. Nói tới hai người này, để chị hỏi em có biết much about them không? Of course, I know all their songs, I memorize all their songs. Không, nhưng mà tại vì em hiểu rằng là cái thời lúc chị mới bắt đầu đi hát, chập chững đi hát là mới bắt đầu ra ngoài kia, thì CC Catch có ra một cái bài Are You Man Enough. Chị cũng nói với Henry Trúc, cũng nói với Trúc Quỳnh là cái bài đó là bài đầu tiên chị hát trên sân khấu mà bằng tiếng Anh, which is rất là khó, tại vì chị từ bên Nhật qua đâu có bao giờ biết tiếng Anh đâu. Thì đối với em, với những cái bài của CC Catch với Bad Boy Blue là cái bài gì ấn tượng nhất? CC Catch thì CC Catch có rất nhiều bài hay, nhưng mà đúng rồi, cái bài mà em thích nhất là probably One Night's Not Enough. Đúng rồi, nói tới cái thời của CC Catch là wow, cái thời đó là không biết quý vị còn nhớ không, là tất cả các ca sĩ đều chạy đầu phân lên. Yeah. Hân lên rồi, rất là nhiều aquanet. Đúng rồi, aquanet là cái chai hairspray đó quý vị. Là cái tóc mình nó phải đứng thẳng lên, thẳng càng nào là mốt càng đó. Em có làm những cái kiểu tóc đó chưa? Oh yeah, mấy đứa bạn kêu là Nini chải tóc con gà. Up to you. How do you feel? Tại vì bây giờ đó quý vị biết là cái thời buổi nó càng thay đổi, thì cái tóc mà cái kiểu tóc đó nó không còn thịnh hành, nhưng mà cái kiểu tóc đó rất là hại tóc, em hiểu không? Oh, yeah. Tại vì mình chạm cái kiểu tóc đó đó, rất là nhiều keo, có nhiều người ta dùng cả nửa chai keo luôn. Oh my goodness. Yes. Có nhiều người bạn của chị đã dùng nhiều quá đó, cho đến nỗi mà bây giờ họ rụng tóc luôn đó anh. Really? Tại vì cái aqua màu trắng trắng cái đó nó rất là hại tóc. Không, nếu mà em gội đầu thì không thành vấn đề. Có rất là nhiều người cái thời đó là quý vị biết là đi ăn chơi xong rồi về để cái tóc tới ngủ vậy nè. Qua ngày không sao cái mình sẽ chải cái được đi tiếp. Mà cái chai đó là cái chai nó holding mình, nó last for very long time. Yeah. Nhưng mà cái đó là chemical, thì bây giờ ít ai dùng cái hiệu đó lắm. Nhưng mà cái thời buổi đó trời, chị remember là chị cắt sốt, trời kiểu gì cũng có hết. Mà vừa ca vừa nhảy trên sân khấu, phải không em? Phải ca phải nhảy, chứ không nhảy là không giống cái tập niên đó. Còn cái Bad Boy Blue thì em biết những cái bài nào của Bad Boy Blue? Oh, rất nhiều. Sunday Girl, I Wanna Hear Your Heartbeat, so many. Oh, rồi Come Back and Stay. Come Back and Stay. Oh, đúng rồi, nói tới cái thời đó là thời của Linda nè, anh Kenny Thái nè, Don Hồ nè, rồi Trizzy nè, rồi tới phiên em là cái đợt thứ nhì ra, tại vì tụi chị ca trong tập niên cuối 80, 90 là phiên tụi em ra. Yeah. Mà bây giờ nó lại trở ngược lại cái những cái nhạc đó, thì bây giờ tour là có Trizzy rồi Henry Trúc, Linda Trang Đài cũng đi tour rất nhiều về những cái nhạc đó. Giờ chị hỏi em chứ cái show như vậy em làm gì đó? Em được ban tổ chức mời làm MC. MC. Để chị hỏi em nè, em làm MC có bao giờ chưa? No, this will be my first time. Wow, em gái gan dữ. To gan. Nhưng mà chị nghĩ cái MC của cái show của Mỹ nó có thể là different với cái show Việt Nam của mình. Yeah. Cái tính cách mình mang lại cái không khí nó vui vẻ hơn. Yeah. Họ không có thích mình nói nhiều, coi như là chỉ có giống như là họ muốn cho mình như là keep the energy flowing. Đúng rồi. Get the crowd pumped up and
you know, just introduce, that's it. They don't want you to talk too much. Đúng rồi. Tại vì... lại không có thì giờ. Đúng rồi, tại vì thực sự ra ai cũng tới cái show cũng đã thừa biết CC Catch cũng như là Bad Boy Blue là ai rồi. Yes. Thì if you talk too much, người ta cũng chỉ là thừa thôi. Nhưng mà em, vậy là em ra em sẽ nhảy một bài. Nhảy, I'm just kidding. I'll be dancing on the stage on the side with nhảy them. Nhảy từ trong nhảy ra ngoài. I'm just kidding. Vậy là em sẽ coi như là ra host để mà giới thiệu trước khi giống như là Oscar mấy người mà giới thiệu giống như vậy. Vậy em chuẩn bị như thế nào? Tại vì nói tới chứ mình là ca sĩ mà. Yeah. Mình không phải là professional host. Thì em nghĩ sao lúc mà em được cái sự mời của ban tổ chức? Lúc đầu thì em nói chứ, no way, I'm not gonna do it. Thì người đó nói là, tại vì thứ nhất á là em grow up trong cái thời đó, lúc còn bé em nghe cái nhạc đó. Thì ban tổ chức nói là em là the right person to do it, because I connect with the music and I love, I'm a big fan of the music. Right. But like từ nhỏ đến lớn, you know, I always wanted to see them in concert. So now I get to, you know, share the stage and introduce them. That's an honor. So yeah, that's a very happy. It took me like almost a week to decide. You did the right thing. You did the right thing. Yeah. Rồi nói đến ban tổ chức là người gì? Tại sao ban tổ chức lại biết em là một người ca sĩ Việt Nam mà lại mời tới em? Ban tổ chức là người Việt Nam. Wow. Vietnamese. Yeah. Vậy em có thể nói thêm một người. Như là cô này cũng nói chuyện với cổ rồi, rất là tuổi trẻ tài cao quý vị. Bây giờ nói tới cái young generation bây giờ đó, những người trẻ sau này họ có một cái tư tưởng làm ăn rất lớn và họ có những cái gọi là cái mộng rất là lớn lao, phải không? Em có thể nói thêm một chút xíu về Lena phải không? Lena, yes. Lena, she owns the Hot and Juicy Crawfish chain. And cho nên khi mà Lena decide to be a promoter, ai cũng ngạc nhiên hết, tại vì she đâu phải là trong cái music industry như mình. Yeah, nhưng mà tại vì she is a diehard fan of 80s music, and chị so that's the reason why she's doing it. Wow, it's more for fun. Khi em nói là for fun, but you're doing it like this big, she nói chứ go big or go home. I love her. Chị cũng hỏi chị nói chứ. Wow, em biết là tổ chức một cái show như vậy tốn kém rất là nhiều. Yes. Đương nhiên, she có một cái business back như là backup và cũng như một cái nghề vững vàng để mà có thể giúp cho she, để mà có thể làm những cái gì she muốn. Nhưng mà một cái chi phí đâu có phải là dễ, không phải là một cái show mà quý vị giống như trên Paracel hay là một cái nhà hàng đó quý vị. Đây là một cái theater rất lớn ở LA, phải không em? Yes. Em có thể nói thêm chi tiết về cái show vào lúc mấy giờ và cái show như thế nào? The show is at the Hollywood Palladium. Palladium là vào bao nhiêu người nhỉ? Chừng nghĩ mấy ngàn người á? Khoảng 3,700. Yeah, ticket is almost sold out. Wow. And let me see, the door opens at 7. The show starts sharp at 8 o'clock. Là cái show starts at 8 o'clock. Thì quý vị có thể đến tới 7 giờ. Yeah, mà 7 giờ thì we have có tăng cường thêm DJ là anh Ian, BPM. So he's going to DJ for people to get warmed up before CC Catch and Bad Boys Blue come out and rock it. Mà chị cũng không có lầm là cái ngày đó là chắc là toàn là một cái bosa của chúng ta. Yeah. Quý vị biết, có nhiều khán giả thì cũng hiểu được là cái tập niên đó là tại vì đây là original. Yes. Là singer, coi như là ca sĩ từ bên Đức qua, chứ cái đây không phải là ca sĩ như chúng em ca nữa. Tại ngày xưa mình ca lại khác, những cái show như Việt Nam, ca sĩ Việt Nam hát thì khác, nhưng mà đây là ca sĩ và ban nhạc từ bên Đức qua. Nữa là cái show này rất là hiếm có mà lại có những cái bài hát mà chúng ta được yêu thích. Thì như em nói là cái show đã gần bán hết vé, nhưng mà chị thấy Lena có quảng cáo trên đài Little Sài Gòn TV. Tụi chị rất muốn ủng hộ cho cái show nó bán sold out luôn. Thì em có thể nói là vé mình mua ở đâu? Ở trong cái poster quý vị cũng thấy đây nè. Yeah. Cái poster đó thì có để là mình có go on Live Nation. Yeah. You're going to Live Nation. Yeah. It's just em không có nhớ exactly. Đúng rồi. Không, mà ở đây có poster có để. Rồi quý vị cũng có thể gọi đến đài Little Sài Gòn TV để mà kiếm vé cho bằng được. Còn không thì quý vị có thể gọi thẳng vào box office. Đúng không em? Yes. Thì thường thường mấy cái show Mỹ thì đều có
có những trong online thì quý vị cũng mua được, nhưng mà mua không được thì cứ gọi đến cho đài Little Sài Gòn TV thì quý vị sẽ mua được, sẽ kiếm được vé VIP, không biết VIP còn nữa hay không, nhưng mà I think it's sold out. That went really fast. Đúng rồi. Actually, lúc đầu mấy cái vé VIP là it sold out immediately. Xong khi Lena phải tăng cường thêm VIP seating, tức là she cut out the general tickets that were standing on the first floor and she phải làm thêm những cái VIP. Đó là quý vị thấy là vì ai cũng muốn đây là một cái cơ hội mà coi như là chỉ bao nhiêu năm nữa, có thể nói là trong mười mấy năm trời đây mới là gọi là có lần đầu tiên để mà gặp được ca sĩ original từ Vĩnh Đức qua. Wow, để hay quá thì quý vị nhớ đến xem đông đủ. Còn nếu không thì chắc có lẽ là không có cơ hội này, không biết chừng nào mới có cơ hội. Để Y Nhi vào quảng cáo đi, rồi sau phần quảng cáo Y Nhi sẽ nói thêm vào business mới của Y Nhi. Xin quý vị đừng ra làm máy. Sức khỏe và sắc đẹp là vàng. Y Nhi xin giới thiệu những sản phẩm 100% đến từ Okinawa, Nhật Bản như Phục Quy Đăng giúp cho ngăn ngừa ung thư, giấm đen thải độc và làm bụng nhỏ, nước xanh trường thọ giúp hạ đường trong máu, linh chi và nghệ, trà trường thọ, trà linh chi, dầu gan cá mập, sùng cá mập. Mọi chi tiết xin liên lạc 714-981-6555, 714-981-6555.